Cái phần thử thách nha, anh đánh giá em rất là cao. Nhưng mà ngược lại, phần thử thách loại trừ này có những cái cũ lặp đi lặp lại. Ví dụ như 3 lần đánh phòng tôm kiểu này. Em có làm một loại hải sản, đang vô mình sẽ có cảm nhận giống như là đang ăn cơm dừa. Nhưng thực chất nó là con mực. Là em dùng bánh phòng tôm, rong biển và một xíu bột năng vô. Dùng với lại nước gạo ST25 và một chút xíu của cái phần mà người ta không dùng trong con cua, tức là yếm cua. Mình lấy xay nhừ nó ra để tạo thành một cái bánh. Tôi dùng hai loại cua, một là cua hai da và là một loại cua gạch. Cua gạch đó thì tôi sẽ dùng gạch cua đó kết hợp với lại cà ri này sẽ tạo nên một loại nước sốt tuyệt vời, đặc biệt là mới. Thắng thua phút đầu tiên nó không quan trọng, ngựa hay thì phải tính đường dài. Cà ri cua hấp đảo, em sử dụng cua gạch và cua hai da. Em hấp vào bên dưới, em có bỏ một ít gạo ST25 và phần khoai tây để em nấu để lấy hết vị ngọt trong xương cua. Thường thì người Việt Nam của mình khi ăn cà ri thì sẽ bứt các loại rau thơm để trộn vô và để ăn. Thì nay em làm một cái form bò tạo từ các loại rau thơm mình ăn kèm chung với loại cà ri để bỏ lên trên cái dĩa, tạo nên cho bức tranh nó thêm hài hòa và màu sắc. Anh vẫn thấy chưa có đã lắm đối với một món mancot. Cái cách mix gạo ST25 với khoai tây mịn hơn một chút để nó hòa quyện lại. Đó. Cái phần thử thách nhanh anh đánh giá em rất là cao. Nhưng mà ngược lại, phần thử thách loại trừ này có những cái cũ lặp đi lặp lại. Ví dụ như 3 lần đánh phồng tôm kiểu này. Thì những tập trước của mình thì mình dùng bánh phồng tôm để làm thành những cái tui. Còn hôm nay thì mình dùng là bột bán, dùng với lại nước gạo ST25 và một chút xíu của cái phần mà người ta không dùng trong con cua, tức là yếm cua. Mình lấy xay nhừ nó ra để tạo thành một cái bánh. Cái thứ hai nữa, thật sự cái sốt nó có vị khá pít trong cái lưỡi. Có nghĩa là cái định lượng sốt này nó nhiều. Mà nếu mà định lượng sốt nhiều, nếu như có cơm trộn chung với cái sốt thì anh ăn anh thấy nó nhẹ hơn. Đúng là mỗi người mỗi vị đấy, còn em thứ không bị quá nhiều gia vị. Tuy nhiên nếu mà chúng ta làm cho cái thịt cua nó lạnh hơn để cái vị của cái thịt cua nó sẽ được ngọt hơn và nó chắc hơn. Anh đã cảnh báo rồi, thịt cua xào nhiều quá mất vị. Thì đây là cái mà anh đáng tiếc. Cảm ơn. Em có làm một loại hải sản, đang vô mình sẽ có cảm nhận giống như là đang ăn cơm dừa. Nhưng thực chất nó là con mực. Giòn. Ok. Tôi rất là thích cái này. Thật sự sò điệp rồi nghe mùi bánh phồng tôm, đây là cái điểm cộng. Em mang đến đây món gỏi bao gồm cả vùng đồng bằng sông Cửu Long trong món gỏi này. Tương ớt tiên su thì rất là hoàn hảo. Em có kèm nước của trái trúc để tạo nên cái vị chua trong cái nước sốt này. Phần gà bên trong em chọn là phần đùi, còn phần bên trên là em dùng bánh phồng tôm, rong biển và một xíu bột năng vô. Vẫn nếm được một cái mùi vị rất là quen thuộc. Đó là cái món sở trường của Vinh. Sở trường lần một là gỏi, sở trường thứ hai vẫn là gỏi. Anh cũng không có muốn nếm cái sở trường thứ ba, có lẽ vẫn là gỏi. Chính xác là món lạnh. Một đầu bếp không phải chỉ có món lạnh, món nóng, món nướng, rất là nhiều cách. Xin cảm ơn nhà tài trợ Jinsu đã đồng hành cùng với Top Chef Việt Nam.